Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tiến hành kiểm tra tại các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội, dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 784,4 tỷ đồng. Dự án có 23 gói thầu, trong đó có 19 gói thầu đã thực hiện, 3 gói thầu đang thực hiện và các gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Dự kiến đến trước ngày 20 tháng 8 năm 2024, các gói thầu thi công xây dựng lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình chính sẽ được hoàn thiện. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, so với lần kiểm tra trước, tiến độ thực hiện dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Dự án dự kiến sẽ được gắn biển và đi vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Trần Sĩ Thanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các sở ban ngành quận, ban quản lý, nhà thầu. Để dự án đảm bảo khánh thành đúng dịp mùng 10 tháng 10, cần đảm bảo mức độ hoàn thiện cả trong lẫn ngoài, quyết tâm trong trường hợp đặc biệt phải có cách tiếp cận đặc biệt, đồng thời rà soát lập lại tiến độ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nguồn nước, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất cho bệnh viện. Trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục kiểm tra thực tế vận hành dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội tại ga số 1 ga Nhổn đến ga số 8 Cầu Giấy và công tác thi công khoan ngầm tại gói thầu CP03. Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 07 CTTU của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban chỉ đạo chương trình, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo chương trình, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động kết nối, thúc đẩy công tác khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Các cấp ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Chương trình đặt ra mục tiêu đến cuối giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp trên 70%. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo PII năm 2023 của 63 tỉnh, thành phố. Thành phố Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số PII với 62,86 điểm. Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động nghiên cứu triển khai ở một số lĩnh vực chưa thực sự được quan tâm đúng mức, nhất là nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách, xây dựng định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Chất lượng hiệu quả đổi mới công nghệ còn thấp, chưa có bước đột phá. Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội chưa hình thành, dẫn đến việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khó khăn trong công tác triển khai các nhiệm vụ của đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025. Nỗ lực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính là những hoạt động thiết thực đang được quận Ba Đình triển khai. Mô hình trạm để kết nối của Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn ra mắt nhằm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường tải và cài đặt ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội một cách nhanh chóng, thuận tiện, hướng dẫn mục tiêu tất cả người dân có thể tiếp cận và sử dụng ứng dụng thành thạo. Với những người cao tuổi như ông Tô Văn Thịnh, việc sử dụng AI Hà Nội ban đầu còn chút bỡ ngỡ nhưng cũng không khó để sử dụng. Các cháu đoàn thanh niên hỗ trợ cài đặt ứng dụng máy vào máy điện thoại. Tôi thấy đây là một ứng dụng rất mới và hiện đại. Tuy vậy, những người mà tuổi cao như chúng tôi không thành thạo về công nghệ nhưng tôi cũng có thể dễ dàng thao tác và sử dụng. Tôi mong rằng với ứng dụng AI Hà Nội này, chính quyền và người dân sẽ được gần nhau hơn. Ví dụ như đi khám bệnh, ví dụ như là các cái việc mà mình muốn là được phường giúp đỡ, thì tôi thấy là rất tiện ích. Tôi sẽ hết sức cố gắng để làm từ từ, dần dần thì sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ của một người công dân đối với việc chuyển đổi số của nhà nước. Mà tôi cũng rất phấn khởi vì với cái tuổi lớn như thế này mà lại được học thêm những cái này là tôi thấy vui lắm. Cùng với việc tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ dịch vụ công phường Đội Cấn được triển khai và đưa vào áp dụng năm 2023,
Trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân phường ra mắt mô hình chứng thực không chờ ngoài giờ hành chính với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Đối với mô hình chứng thực không chờ ngoài giờ hành chính, người dân có thể đến bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả hành chính của phường để thực hiện việc chứng thực tại phường Đội Cấn và trong khung giờ từ 16h30 đến 17h30. Và đối với ngày thứ 3 và ngày thứ 6 hàng tuần thì chúng tôi cũng áp dụng với các thủ tục chứng thực chữ ký và chứng thực bản sao từ bản chính, các giấy tờ, các văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. Và đồng thời đối với các trường hợp công dân mà già yếu không đi lại được thì chúng tôi cũng ủy ban phường bố trí cán bộ công chức tham gia và trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính và trực tiếp và nhận và trả kết quả tại nhà. Tại quận Ba Đình, việc triển khai các mô hình sáng kiến cải cách hành chính là biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp quận và cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn quận. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng nỗ lực hỗ trợ công dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số của thành phố như VNEID, eTax Mobile, iHà Nội, qua đó tạo thói quen cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Bộ Tài chính đã công bố về tình hình thu ngân sách tháng 7 năm 2024 và 7 tháng đầu năm. Lũy kế 7 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 68,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 138.500 tỷ đồng, đạt 9,3% so với dự toán, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 72,1% dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Có 14 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu từ hoạt động xổ số. Các chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi được quy định cụ thể tại Nghị định số 106 do Chính phủ vừa ban hành. Theo đó, một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguyên liệu sản xuất trong nước, phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi, chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi như hỗ trợ phối giống nhân tạo, hỗ trợ mua giống cấp bố mẹ và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi, hỗ trợ sản xuất chế biến nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nghị định quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa không quá 5 tỷ đồng trên một dự án. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết 6 tháng đầu năm còn gần 100.000 căn hộ phải hoàn thành trong năm 2024. Bộ này đặt ra mục tiêu phải hoàn thành chủ yếu phụ thuộc vào các dự án đã khởi công và hoàn thành tiến độ trong năm 2024. Đây là áp lực tiến độ lớn đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp bộ ngành và địa phương. Liên quan đến gói hỗ trợ tín dụng 120.000 tỷ cho vay, ưu đãi nhà ở xã hội, qua tổng hợp đến nay thì có 34 trên 64 tỉnh, thành phố có văn bản công bố 78 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi trên cổng thông tin điện tử. Đến nay thì các ngân hàng giải ngân số tiền 1.344 tỷ đồng cùng 1.295 tỷ cho chủ đầu tư tại 12 dự án và 49 tỷ cho người mua nhà tại 5 dự án. Các địa phương chỉ đạo kiểm tra việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bảo đảm chất lượng, có đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dịch vụ thiết yếu. Căn cứ điều kiện cụ thể, từng địa phương có cơ chế, giải pháp cụ thể để rút ngắn thủ tục hành chính, lập phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp triển khai dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng nguồn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. Những tháng cuối năm, Bộ Công Thương khẳng định dù nguồn cung thế giới biến động, nhưng nguồn xăng dầu do thị trường nội địa vẫn đảm bảo và có tồn kho cho năm sau. Theo Bộ Công Thương, thì dự báo nguồn cung xăng dầu thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước, như xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn. Vì vậy, Bộ Công Thương dự báo trong các tháng còn lại của năm 2024, những yếu tố này tiềm ẩn nguy cơ nguồn cung, giá cả mặt hàng xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Tuy nhiên, thì bên cạnh nguồn xăng dầu nhập khẩu, theo Bộ Công Thương, nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo đáp ứng đủ. Theo đó, tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu trong nửa cuối năm khoảng 12,76 triệu tấn, tương đương khoảng 15,3 triệu mét khối.
trong khi ước tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2024 chỉ 13,2 triệu mét khối, bình quân là gần 2,2 triệu mét khối một tháng. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai công trình dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích Lăng Vua Tự Đức phần còn lại với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Dự án bảo quản tu bổ phục hồi di tích Lăng Tự Đức phần còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt gồm các hạng mục Điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường, Ôn Khiêm Đường, La Thành, Cổng Vũ Khiêm, Bình Phong Trước Vũ Khiêm và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 10 năm 2027. Lăng Tự Đức hay còn gọi là Khiêm Lăng được xây dựng vào năm 1864, tọa lạc tại làng Dương Xuân Thượng, tổng cư chánh cũ, nay là thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Với lối kiến trúc độc đáo, quần thể di tích kiến trúc lăng mộ của vua Tự Đức, vị hoàng đế thứ tư của triều Nguyễn trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách. Hôm nay là ngày cuối cùng các thí sinh thực hiện việc thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024 kết thúc vào 17 giờ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2024 của thí sinh trên cả nước được chia làm 6 đợt. Đợt cuối cùng từ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 là đợt thanh toán của thí sinh các tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Việc phân chia thời gian thanh toán như vậy nhằm bảo đảm hệ thống vận hành tốt nhất, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra nghẽn mạng khi thí sinh đăng nhập hệ thống. Tuy nhiên, thì các thí sinh ở các tỉnh, thành phố khác, bao gồm cả thí sinh thuộc thành phố Hà Nội, chưa kịp thanh toán lệ phí xét tuyển hoặc chưa hoàn tất việc thanh toán lệ phí xét tuyển trong các ngày trước, thì hôm nay vẫn có thể đăng nhập hệ thống để thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước 17 giờ. Thưa quý vị, từ năm 2025, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong khi phương án và cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 đã ban hành, thì phương án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của hầu hết địa phương vẫn là ẩn số. Theo phương án đã được công bố, thì từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, mỗi thí sinh sẽ thi 4 môn, bao gồm toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút, đề thi gồm 2 phần đọc hiểu 4 điểm, phần viết là 6 điểm. Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó môn toán có thời gian làm bài là 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 17 giờ ngày 17 tháng 8, các cơ sở giáo dục đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Thời điểm hiện tại thì thí sinh đang thực hiện nộp lệ phí xét tuyển qua 17 kênh thanh toán trực tuyến theo quy định, thời gian đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia lịch thành 6 khoảng thời gian tương ứng với các nhóm địa phương, đồng thời có hướng dẫn chi tiết quy trình nộp lệ phí, số điện thoại đường dây nóng trong trường hợp cần hỗ trợ. Sau khi hoàn tất khâu này thì hệ thống xét tuyển của Bộ chạy lọc ảo để xác định kết quả trúng tuyển. Quá trình lọc ảo dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 13 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Mực nước trên sông Bùi và sông Tích ở hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai đang rút dần, nên một số thôn xóm, đường xá bị ngập nước đã giảm. Để phòng chống dịch bệnh, nước rút đến đâu, các lực lượng chức năng và người dân tổng vệ sinh môi trường đến đó. Trong trận lũ rừng ngang vừa qua, trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ là hai điểm ngập sâu. Ngay sau khi lũ rút, huyện Chương Mỹ đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, các đoàn thể cùng phương tiện tổng vệ sinh môi trường, chuẩn bị đón hơn 800 học sinh của 3 cấp học trở lại trường. Sau 12 ngày chìm trong biển lũ, đến ngày hôm nay sân trường đã khô trở lại. Hôm nay có các đồng chí thuộc lực lượng hóa học Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với cả các đồng chí trong trường sĩ quan đặc công đã cùng với nhà trường phối kết hợp để tổng vệ sinh khử khuẩn toàn nhà trường. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả các sự quan tâm cũng như là sự chia sẻ của các đồng chí trong ngày hôm nay. Điều vụ đơn vị đã sử dụng cái hóa chất là chlorovitamin B để tiến hành là khử khuẩn trên toàn bộ cái khu vực các cái phòng học cũng như là khuôn viên trên địa hình các cái trường và khu vực cần địa phương yêu cầu.
Với phương châm nước rút đến đâu, địa phương huy động nhân dân và các đoàn thể tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tới đó. Huyện Quốc Oai sau khi xã Tuyết Nghĩa và Cấn Hữu nước rút, huyện đã ra quân dọn dẹp, phun thuốc tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh cho người dân sau lũ. Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ dọn vệ sinh môi trường liên tục từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024. Được sự quan tâm của Trung tâm Y tế huyện và các ban ngành đoàn thể huyện thì cũng đã về phun khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho các con, không để lây lan dịch bệnh. Quan điểm nước rút đến đâu thì tổng vệ sinh môi trường đến đó. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở trên địa bàn của huyện để triển khai các công tác tổng vệ sinh môi trường. Và y tế thì sẽ có trách nhiệm xử lý môi trường sau khi tổng vệ sinh. Cùng với việc dọn dẹp tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, người dân vùng lũ cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức cá nhân giúp nhân dân ổn định trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liban đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp cho kịch bản chiến tranh có khả năng xảy ra vào cuối tháng 10 năm nay. Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran của Iran và chỉ huy lực lượng Hezbollah Fuad Shukr tại thủ đô Beirut của Liban. Theo đó, Liban dự kiến sẽ bắt buộc di rời 1 triệu người dân trong vòng 45 ngày. Ngoài ra, Bộ Y tế Liban quyết định nâng cao khả năng sẵn sàng của tất cả các bệnh viện và toàn bộ ngành y tế của nước này. Hôm qua, hơn 100 kiện hàng gồm khoảng 32 tấn vật tư khẩn cấp và bộ dụng cụ điều trị chấn thương do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cung cấp đã đến thủ đô Beirut của Liban. Lô hàng này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của ngành y tế tại Liban trong trường hợp căng thẳng với Israel leo thang. Những ngày qua, hàng loạt động thái nóng khiến tình hình tại Trung Đông trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, với lo ngại thường trực và ngày càng tăng rằng cuộc xung đột sẽ lan rộng, thậm chí trở thành cuộc chiến tranh toàn diện. Theo giới quan sát, sự ra đi của hàng loạt nhân vật chính trị cấp cao của các lực lượng vũ trang trong khu vực chắc chắn sẽ cản trở các nỗ lực trung gian đàm phán tìm kiếm giải pháp ngừng bắn. Về phần Israel, nước này thông báo đã chuẩn bị cho kịch bản chiến sự từ mọi hướng, cả về phòng thủ lẫn tấn công. Mỹ đã bổ sung thêm máy bay và tàu khu trục có khả năng bắn hạ tên lửa, điều động tàu tấn công đổ bộ đa năng tới gần Liban để hỗ trợ đồng minh. Cũng liên quan tới tình hình Trung Đông, căn cứ Al-Asad ở Iraq, nơi nhiều binh sĩ Mỹ và đồng minh đóng quân, đã bị tập kích bằng tên lửa, khiến một số quân nhân Mỹ bị thương. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng Mỹ tại căn cứ Al-Asad đang đánh giá thiệt hại và Washington sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh Iraq cho biết, căn cứ Al-Asad bị nhắm mục tiêu bằng hai tên lửa Katyusha, một đầu đạn rơi bên trong căn cứ. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, ít nhất 5 binh sĩ nước này bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Hiện chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tập kích. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang mà Iran cho rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm vì Washington ủng hộ Israel. Al-Asad là một trong những căn cứ chủ chốt của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu, cũng là một trong hai mục tiêu từng bị Iran tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi năm 2020. Dù IS đã bị đánh bại, Mỹ vẫn duy trì 2.500 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ Baghdad ngăn phiến quân trỗi dậy. Iraq được cho là muốn liên quân bắt đầu rút khỏi nước này vào tháng 9 và hoàn tất vào tháng 9 năm 2025. Mali đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi có thông tin cho rằng Kiev đã cung cấp tình báo cho các phiến quân Mali giúp họ thực hiện cuộc phục kích nhằm vào lực lượng của nhóm Wagner vào tháng 7 vừa qua. Phản ứng trước động thái này thì Ukraine đã chỉ trích quyết định của Mali là vội vàng, cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của Kiev. Trong một tuyên bố, Đại tá Abdoulaye Maiga, người phát ngôn chính phủ Mali đã phản đối hành động của Ukraine, khẳng định Mali luôn kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Maiga cho rằng chính quyền Ukraine đã thể hiện sự không tôn trọng quan điểm của Mali về việc giải quyết xung đột. Trước đó, đại diện của cơ quan an ninh Ukraine, ông Andriy Yusov xác nhận, Kiev đã cung cấp thông tin tình báo cho phiến quân Mali, hỗ trợ họ trong việc thực hiện chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Nga. Phiến quân châu Phi được cho là đã phục kích đoàn xe quân sự của Mali và Wagner đi qua, sau đó giao tranh liên tục trong 5 ngày, khiến 84 thành viên Wagner và 47 binh sĩ Mali thiệt mạng. Được biết, chính quyền quân sự Mali đã đề nghị lực lượng Wagner giúp đỡ sau khi lên nắm quyền vào năm 2030. Ngoài Mali, tập đoàn Wagner còn hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, chủ yếu làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ cơ sở khai mỏ và đảm bảo an toàn cho các quan chức cấp cao.
Bulgaria đang đối mặt với khả năng tổ chức bầu cử quốc hội lần thứ 7 chỉ trong vòng 3 năm qua, sau khi nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh đã thất bại. Theo đó, đảng INT, đảng nhỏ nhất với 16 ghế trong quốc hội 240 ghế, đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết sau khi được Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ủy quyền đề cử thủ tướng và thành lập chính phủ. Trước INT, hai đảng lớn nhất trong quốc hội Bulgaria là Công dân vì sự phát triển châu Phi của Bulgaria và Chúng tôi tiếp tục thay đổi Bulgaria Dân chủ đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ. Hiến pháp Bulgaria quy định, sau thất bại mới nhất của INT, Tổng thống Radev sẽ buộc phải chỉ định một chính phủ tạm quyền và ấn định thời gian cho một cuộc bầu cử quốc hội mới. Cuộc bầu cử quốc hội gần đây của Bulgaria được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 năm nay, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34%, mức thấp nhất của một cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 1989 tại Bulgaria. Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ đi bầu có thể xuống mức thấp nhất trong cuộc bỏ phiếu vào mùa thu này. Thẩm phán Liên bang Mỹ vừa ra phán quyết cho rằng Google đã vi phạm luật chống độc quyền khi chi hàng tỷ đô la Mỹ để công cụ tìm kiếm của họ là mặc định trên điện thoại, trình duyệt và các thiết bị khác. Đây là phán quyết mang tính bước ngoặt của Bộ Tư pháp Mỹ trong nỗ lực kiềm chế các gã khổng lồ công nghệ. Trong phán quyết dài 277 trang, thẩm phán Amit Mehta của Tòa án quận Columbia cho rằng Google đã lạm dụng độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh tìm kiếm. Trước đó, Bộ Tư pháp và các bang của Mỹ đã kiện Google, cáo buộc tập đoàn này củng cố vị trí thống trị của mình một cách bất hợp pháp, một phần bằng cách trả cho các công ty khác như Apple và Samsung hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm để Google tự động xử lý các truy vấn tìm kiếm trên điện thoại thông minh và trình duyệt web của họ. Phán quyết vừa qua của thẩm phán Mỹ có thể có tác động lớn tới thành công của Google, đặc biệt là khi công ty chi mạnh tay để cạnh tranh trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo. Google còn phải đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền liên bang khác về công nghệ quảng cáo dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng tới. Theo tờ New York Times, phán quyết có thể thay đổi căn bản cách kinh doanh của các gã khổng lồ công nghệ trong kỷ nguyên Internet hiện đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến các vụ kiện chống độc quyền khác của chính phủ chống lại Apple, Amazon và Meta, chủ sở hữu của Facebook, Instagram và WhatsApp.